Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel Men's Bay. Thì các bạn thấy rồi đó, ngày hôm nay Men's Bay đã mời tới trường quay một khách mời rất là đặc biệt. Vì tôi biết là các ông đó giờ xem channel tôi mà nhìn mặt tôi hoài thì cũng chán, đúng không? Mà kiểu gì thì mấy ông cũng thích có phụ nữ trong channel. Cho nên ngày hôm nay mình mời tới trường quay một khách mời rất đặc biệt. Thì em có thể giới thiệu cho anh với lại mọi người một chút xíu thông tin về em không? Chào mọi người, mình tên là Vân và giờ mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình sẽ cùng Nghĩa quay video này nha. Ok, thì khách mời của cái tập ngày hôm nay đó chính là Vân. Thì các bạn biết đây là lần đầu tiên mà Vân xuất hiện trên máy quay, cho nên là cũng sẽ hơi run một chút xíu. Cho nên là các bạn hãy bấm nút like để cho Vân đỡ run nha các bạn ơi. Ok, thì các bạn biết đó, đầu tiên đó, thì mình cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều vì các bạn đã giúp cho channel Men's Bay đạt được cột mốc 50.000 sub trước Tết. Thì đây cũng là Tết rồi, cũng cận Tết rồi, cái video ngày lên chắc cũng sẽ rất là cận Tết. Cho nên các bạn biết đó, là các bạn có thể biết tới channel Men's Bay bằng những cái tip tán tỉnh của tôi, đúng không? Tôi nghĩ là rất là nhiều bạn biết tới channel này bằng những cái tip tán tỉnh của tôi. Thì bây giờ các bạn nghĩ là cái thằng cha này là thằng cha nói nhiều lắm, nói quá trời tán tỉnh luôn. Nhưng mà thật sự những cái thứ mà tôi nói á, liệu rằng nó có giống với là suy nghĩ của một cô gái xinh đẹp như là Vân hay không? Có bao giờ em coi những cái tán tỉnh của anh chưa? Có anh. Có hả? Thì em thích nhất tiếp nào trong đó? Em thích nhất tiếp là không nhắn tin quá nhiều. Thì ngày hôm nay á, ở channel Men's Bay sẽ không có một tập bình thường, mà ngày hôm nay tôi sẽ biến hóa một chút xíu cho mấy ông gọi là coi giải trí tới một chút xíu. Đây sẽ là tập nói về những cái suy nghĩ của một người phụ nữ muốn ở bạn trai hay là crush của mình sẽ làm vào ngày Tết nha. Thì nội dung cụ thể á, thì sẽ được các bạn sẽ rõ hơn sau phần intro nha. Nên là bây giờ thì mình mời tất cả các bạn cùng mình và khách mời xinh đẹp Vân đi toàn bộ clip ngày hôm nay đến channel Men's Bay nha. Em biết bình thường hay nói gì không? Ok. Người ta là let's go. À, let's go. Let's go. Ok, thì cái tập ngày hôm nay á sẽ không có phải là một mình tôi nói đâu, mà ngày hôm nay á, cái tập ngày hôm nay sẽ là một cái thử thách mà channel Men's Bay sẽ đặt ra cho tôi và Vân. Thì thử thách này sẽ như thế nào? Có nghĩa là các bạn biết á, luôn luôn tồn tại một cái sự khác biệt giữa suy nghĩ một người nam giới với suy nghĩ một người nữ giới, đúng không em? Đúng. Nên là ngày hôm nay á, sẽ có 4 câu hỏi nha, 4 câu hỏi liên quan tới những thứ mà phụ nữ mong muốn bạn trai của mình hay crush của mình sẽ làm vào ngày Tết. Và bản thân tôi và Vân á, sau khi nhận được câu hỏi á, sẽ bắt đầu ghi ra 3 cái câu trả lời mà mình nghĩ rằng thích hợp với câu hỏi này. Và sau khi hết thời gian thì cả hai sẽ xem coi câu trả lời mình có match với nhau hay không, có giống với nhau hay không. Nếu như những cái câu trả lời của tôi mà giống với lại những câu trả lời của một người phụ nữ thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là host của các bạn hiểu được tâm lý người phụ nữ một chút xíu nào đó, và tôi sẽ không bị hình phạt và Vân sẽ bị. Nhưng mà nếu như những thứ mà tôi suy đoán nó không giống như những suy nghĩ của một người phụ nữ á, thì tôi sẽ bị những cái thử thách rất là kinh khủng, và lát nữa các bạn sẽ biết nha. Ok, thì em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ok, em sẵn sàng rồi đúng không? Ừ. Ok, câu hỏi đầu tiên đó chính là vào ngày Tết thì em mong muốn bạn trai của em dắt em đi đâu? Ừ. Em hãy cho anh 3 câu trả lời, anh cũng sẽ đừng có cho anh coi điện thoại của em nha. Thì đã hết thời gian cho câu hỏi đầu tiên. Thì với câu hỏi là vào dịp Tết á, em thích người yêu hoặc crush của em dắt em đi đâu á, thì câu trả lời của em sẽ là gì? Câu trả lời của Vân đó chính là đi cà phê, đi ăn và đi qua nhà bạn trai. Với lại câu trả lời của anh là đi chúc Tết là cũng tính là đi qua nhà bạn trai, đi du lịch và đi ăn. Ok, thì đó các bạn thấy không? Đó, cho nên là mình đã có thể đoán được đúng 2 cái. Cho nên là ở thử thách đầu tiên thì đó các bạn thấy không? Men's Bay đã có thể hiểu được là vào ngày Tết á, thì những cô gái họ mong muốn á, là sao? Hoặc là họ mong muốn á, các bạn dắt họ đầu tiên là phải đi thăm gia đình chúc Tết, gia đình bạn và gia đình của cô gái. Cái thứ hai là người phụ nữ luôn luôn thích đi ăn, cho nên là việc mà các bạn chọn dắt một cô gái đi ăn là không bao giờ là sai lầm nha. Còn ông nào mà ngày Tết mà đòi dắt đi nhà nghỉ hay là các bạn dắt đi những cái nơi khác là không nên nha các bạn. Cho nên chốt lại với câu hỏi đầu tiên thì Men's Bay đã vượt qua thử thách này một cách dễ dàng, và tự phạt của em biết là cái gì chưa? Chưa, em chưa biết, Ok, các bạn đợi chút xíu các bạn sẽ biết. Thì hình phạt đầu tiên dành cho Vân khi mà đã để Men's Bay trả lời đúng là gì? Đó chính là ăn mì rất là cay và phải xịt thêm tương ớt nữa. Mà em không biết ăn cay. Thì đó mới là thử thách em, chứ lỡ anh trả lời sai rồi thì anh ăn à. Đó, cho nên là thử thách đầu tiên thì Vân sẽ phải ăn mì cay với tương ớt và Vân sẽ không được uống sữa ở đây. Trời ơi, mấy bạn ơi, đúng nhiều luôn mấy bạn. Đó thì mình cứ xịt một cái lượt vừa phải thôi, mình không muốn các bạn nói là host Men's Bay làm khó khách mời ở tập đầu tiên. Tôi thấy cũng bình thường mà, tôi thấy cũng bình thường. Cái quá mọi người. Má ơi, là tới mũi luôn á anh. Lên tới mũi luôn hả? Ừ, con ngon. Nhưng mà ngon hả? Ừ. Thì sau khi đã thực hiện hình phạt thì em có thể cho anh biết cảm giác một xíu không? Cay quá anh ơi, cay lắm luôn. Cay lắm luôn á hả? Ok, thì qua tới câu hỏi số 2 á, thì câu hỏi này tôi đã từng nói trong một cái clip về nhắn tin ngày Tết rồi. Đó chính là em, nếu như á, em có một chàng trai đang theo đuổi em, em cũng hơi thích chàng trai này thôi, thì em sẽ thích nhận được những thứ gì vào đêm giao thừa Tết sắp tới này từ chàng trai này? Có thể là tin nhắn, có thể là quà, có thể là âm nhạc, mọi thứ. Thì nếu như là một người phụ nữ như em sẽ thích nhận được cái gì? Thì sau khi mà hai người đã trả lời, tôi nghĩ là câu này thì tôi có thể là khả năng cao là tôi sẽ thua đây. Nên là em có trả lời của em đúng không? 1, 2, 3 show ra đi em. Một cuộc gọi, một tin nhắn voice, sau một bao lì xì. Ok, thì Vân đối với một người con gái á, thì người ta sẽ muốn nhận được 3 thứ. Thứ nhất đó là một cuộc gọi chúc Tết đúng không em? Ok, một cuộc gọi chúc Tết ngay 12 giờ đêm. Cái thứ hai là một tin nhắn voice nhưng bạn nào mà không có tiện gọi. Và cái thứ ba là một bao lì xì may mắn nha các bạn. Còn đối với mình thì mình nghĩ là chúc một tin nhắn bình thường, đề xuất qua ngày Tết dẫn đi chơi và gửi một bài hát. Không nào đúng hết vậy anh. Thì đó cho nên là với thử thách này thì mình rõ ràng đã không có thể nào hiểu ý được một người con gái muốn gì ngày Tết rồi. Mình cũng rất là thất vọng với bản thân mình. Nhưng mà mình mong là các bạn cũng được anh sub channel mình nha. Mọi người mọi ý mà. Mà anh thắc mắc một chút xíu để ví dụ như là nếu mà em chưa thích một chàng trai đi, chưa thích thôi nha. Một chàng trai không thích luôn, chưa thích, và chàng trai đang muốn theo đuổi em, thì liệu rằng nếu như anh ấy làm những thứ này thì em có siêu lòng không? Em nghĩ là nếu mà một cái cuộc gọi đó mà kiểu như gây được em cảm động á, thì có thể em sẽ thích người ta lại. Theo để mình hiểu nha, có nghĩa là nếu những cô gái mà chưa có bất kỳ tình cảm nào với một chàng trai á, thì nếu như anh ấy đã chọn cái việc mà gọi cho cô ấy vào đêm giao thừa, thì cái cuộc gọi đó nên có ý nghĩa. Đúng rồi. Nên có những cái lời chúc thiết thực, chứ không phải chỉ đơn giản là các bạn gọi người ta xong rồi spam tin nhắn thì nó lại sai một hướng khác đúng không? Ok, đó thấy chưa, giải đáp được cái câu hỏi của một số bạn rồi đó. Ok, thì các bạn biết đó, hồi nãy thì mình thắng thì bây giờ mình thua thì mình phải hoàn toàn tuân thủ luật chơi thôi. Thì hình phạt của mình cho thử thách thứ 2 lần này đó chính là gì? Ăn chanh không nhăn mặt. Đó chính là ăn chanh không nhăn mặt. Trong mày lại rõ ràng. Đó thấy chưa? Chưa được 30 giây nữa, mới 20 giây rồi. Nói ăn gì nó không có chua. Ok, bây giờ sẽ đến với lại câu hỏi số 3, cũng là thử thách số 3 các bạn. Đó chính là vào những ngày Tết thì những cô gái thích xem những chàng trai mặc những outfit như thế nào? Với câu hỏi là vào ngày Tết phụ nữ thích nhìn những chàng trai mặc những outfit như thế nào, thì câu trả lời của Vân sẽ là gì? Đầu tiên đó chính là mặc áo sơ mi quần tây, áo vest đơn giản và áo polo quần tây. Với so với câu trả lời của mình là quần tây áo sơ mi có thể có vest, áo thun quần jeans đơn giản và áo dài truyền thống. Vậy là sai rồi. Đúng rồi cô đậu. Chú cái một anh nói là 2 đáp án anh mới không bị phạt. Mình đành phải tuân thủ luật. Nên là nói tóm lại á, vào những ngày Tết á, thì phụ nữ á, vẫn thích những cái chàng trai luôn luôn là những cái outfit quần tây áo sơ mi đúng không em? Những outfit là những outfit mà các bạn có thể mặc gần như là mọi dịp chứ không bắt buộc là Tết. Nhưng mà nếu như mà Tết á, mà các bạn quyết tâm mà diện như mình lên á, thì có thể tham khảo được những cái style quần tây và áo sơ mi. Hoặc nếu một số chàng trai nào đó mà muốn gọi là nâng tầm phong cách thời trang lên nữa, thì đừng có ngần ngại thử nhan những cái bộ vest đúng không em? Không cần phải quá cầu kỳ, không cần mà phải như đi dự tiệc. Các bạn có thể khoác những chiếc blazer lên, các bạn có thể mặc chill là được rồi. Phụ nữ, mình chắc một bản hướng luôn, phụ nữ rất là thích nhìn này ông mặc vest. Em có thích không? Thích đúng không? Đó, tại vì khi mà đàn ông mặc vest lên là một cái gì đó rất là khó cưỡng lại đối với phụ nữ. Và cuối cùng là áo polo quần tây, có nghĩa là đối với phụ nữ á, cái việc đó là quần jeans có thể là bình thường các bạn đã quá mặc quần jeans nhiều quá rồi, nên là họ không còn hứng thú nhiều với quần jeans nữa. Thì đối với một số người phụ nữ, họ lại thích việc mà đàn ông mặc những chiếc quần tây, mặc những cái chiếc vest, những cái chiếc blazer thì nhìn nó sẽ menswear nhiều hơn. Và bây giờ sẽ là hình phạt thích đáng dành cho tôi. Bạn này sẽ là uống rượu soju và mix với tương ớt. Mình nghe là mình thấy đau bụng rồi các bạn. Mặc dù ở trong video này mình có sử dụng rượu soju, nhưng mà nếu các bạn nào còn đang trẻ và dưới 18 tuổi thì mình khuyên là không nên uống rượu bia. Hoặc là nếu như những ngày Tết mà các bạn có uống rượu bia thì cũng mong là các bạn hãy nhớ giữ gìn cái sức khỏe an toàn cho mình, đúng không? Đó là cái phần dặn dò thôi. Còn bây giờ là quay qua phần hình phạt tiếp. Mình xin tạm cất cái rượu bên nha. Trời ơi, các bạn có phải thấy được cái cách mà khách mời của mình đổ cái nước cái chai tương ớt cho cái ly rượu, đổ như là những cái hận thù ở cái tô mì cay hồi nãy á, là khách mời mình đổ đầy cái ly này luôn. Tiên mình xin nhắc là các bạn đừng thử những thứ này ở nhà, chắc chắn là đừng nên rồi. Và mình nghĩ là các bạn cũng không ai làm như vậy đâu, đừng nên thử mùa Tết, vì đây là channel Men's Bay nên là mình sẽ uống hết các bạn à. Wow, thì đây chính là tác phẩm, các bạn sẽ thấy mình sẽ nghiêng một chút xíu. Yeah, không uống hết, mà ghê quá. Ghê lắm anh. Ghê lắm em. Thì dẫn tới câu hỏi cuối cùng, câu hỏi này các bạn nào chơi nước hoa rất là thích. Đó chính là vào mùa Tết á, em thích chàng trai của em, crush của em xịt những chai nước hoa hương vị như thế nào? Ok chưa? Ok, bây giờ mình sẽ ghi nha. Ok. Thì câu trả lời của Vân sẽ là gì? Đó chính là mùi gỗ, mùi khói và mùi hạnh nhân. Với mình đó, mình sẽ ghi là mùi ngọt, mùi gỗ và mùi gì cũng được, hơn là được. Với những cái đáp án như thế này á, thì mình có hình dung được là những cái mùi như là mùi gỗ, mùi khói á, là những cái mùi mang xu hướng nó trầm một chút xíu. Là những cái hình tượng, những cái chàng trai mà không phải là quá trẻ đâu. Có rất là nhiều cái lựa chọn nước hoa các bạn chọn, sẽ tùy vào sở thích của các bạn và tùy vào cô gái của các bạn thích gì. Nhưng mà mình khuyên là các bạn hãy nên lựa chọn nước hoa dựa trên sở thích của mình trước, chứ cũng đừng quá tập trung vào những cái chai nước hoa trendy, những cái nước hoa nhiều người xài. Vì nếu những chai đó có thể nhiều người thích nhưng mà chưa chắc gì bạn hoặc là người yêu bạn cũng sẽ cùng sở thích, đúng không em? Đó, thì với cái hình phạt cuối cùng đó chính là, đấy là gì vậy Vân? Là ăn sữa chua với bánh snack, ăn bánh snack chấm sữa chua. À, có nghĩa là bình thường á mình sẽ ăn Oreo chấm sữa, mà hôm nay mình sẽ ăn bánh snack chấm sữa chua. À, mình khuyên một tip á là nếu các bạn nào ở đây á mà vẫn đang muốn lên ký hoặc đang tập gym á, thì đừng quên là mỗi buổi tối trước khi ngủ á, các bạn hãy ăn cho mình một hộp sữa chua không đường là tốt nhất, để có thể những cái sữa chua này á, là những cái loại protein mà nó sẽ hấp thu vào cơ thể bạn từ từ. Cho nên những cái chàng trai nào mà đang muốn lên cơ á, thì có thể yên tâm là ăn sữa chua mỗi đêm sẽ tốt cho hệ tiêu hóa, cũng như là đây là một cách để nuôi dưỡng những cái cơ của bạn từ từ qua đêm đó. Thử thách cuối cùng mình sẽ là phải ăn 5 miếng bánh snack chấm với sữa chua. Chua ta hát chua miêu. Sao anh ngon hả? Ngon em. Ngon hả? Ghê hả? Thiệt không? Thiệt. Các bạn ơi. Thiệt không? Thiệt. Các bạn ơi, mặc dù ban đầu mình rất là hoài nghi, nhưng mà khi mà mình ăn snack chấm với sữa chua thật ra nó rất ngon các bạn, mình không đùa đâu các bạn. Đó, rất ngon, rất ngon. À, sao ngon vậy? Đúng không? Thử không? Thôi không thử đâu. Ok, thì mình đã ăn hết 5 miếng bánh này với sữa chua. Các bạn yên tâm là sau clip thì mình sẽ tiếp tục ăn tiếp. Nó rất là ngon các bạn ơi. Mình đang nói bụng nữa. Mình tin chắc đó là thông qua những cái thử thách lần này, thông qua những cái câu hỏi lần này á, cũng sẽ một phần giải đáp các bạn biết được một số cái suy nghĩ đằng sau của một cô gái vào dịp Tết. Ok, thì em cũng là một người con gái, một người phụ nữ, thì em có một cái lời khuyên nào đó từ cái cánh phụ nữ dành cho những cái chàng trai mùa Tết này vẫn muốn chinh phục cô gái mà họ đang mơ ước hay không? Mình nghĩ mùa Tết này thì mọi người chỉ cần nên tự tin là được. Tự tin và là chính mình, là phụ nữ. Mình rất thích những người chàng trai tự tin và thơm. À, đó. Cho nên là mình chúc tất cả các bạn cái mùa Tết 2021 thật là hạnh phúc với gia đình, trọn vẹn mọi thứ. Nhưng mà vẫn quan trọng nhất đó chính là hãy giữ sức khỏe các bạn. Ok, thì anh cảm ơn em đã đồng hành toàn bộ clip này cùng với channel Men's Bay, cùng với anh. Và tất nhiên là các bạn biết đó, các bạn clip này lên chắc cũng sẽ rất là gần Tết rồi, cho nên là em có một số lời chúc cho các bạn không? Nhất là một người phụ nữ. Mình chúc các bạn nam mùa Tết này sẽ thật là vui, thật là hạnh phúc, với lại sẽ tán được crush của các bạn và luôn tự tin nha. Là tôi chúc tất cả các bạn nào đang xem channel Men's Bay một mùa Tết thật là ý nghĩa với gia đình, hạnh phúc bên những người mà bạn cảm thấy là bạn muốn hạnh phúc bên họ. Ai cũng được nhưng mà cần hạnh phúc là được. Và ngoài ra các bạn cũng cần biết một chuyện là bây giờ dịch này rất là nghiêm trọng, cho nên là các bạn đi chơi Tết nhưng mà tôi cũng rất là mong các bạn hãy giữ gìn sức khỏe của mình nha. Sức khỏe vẫn rất là quan trọng. Ok, thì đây sẽ là kết thúc clip những cái bí ẩn ngày Tết mà những chàng trai luôn luôn thắc mắc. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã xem toàn bộ clip này đến từ channel Men's Bay. Nếu các bạn là người xem và vẫn chưa bấm subscribe thì hãy đừng ngần ngại bấm nút đăng ký kênh cũng như là bấm cái chuông cái bên. Và sau clip này thì team Men's Bay sẽ đi nghỉ Tết, cho nên là sẽ hẹn gặp lại các bạn sau cái kỳ Tết Nguyên Đán này nha. Chào các bạn.